Bạn Sơn chào cả nhà nha. Hôm nay Xuyến có bằng lái rồi, giờ cho Xuyến cầm lái ha. Trời ơi là lái đi, con chào buông tay đang ngồi ổn đi. Phải lái từ từ mới quen ha. Biển ở đây rất là đẹp. Lạnh rồi, để tắt bớt cái máy lạnh. Ngoài lạnh quá chừng lạnh rồi. Đó, một bên thì mình chuẩn bị ra tới biển, còn bên đây là ruộng thôi mà. Ở đây cái bờ lộ rất là cao. Nãy giờ ghẹo Xuyến nó chạy vừa vừa thôi nha. Xuống dưới không biết sao mà dắt chiếc xe lên. Đây là bờ đê bao. Đừng cho ngăn cái nước mặn, nước biển vô, đừng ta trong trồng trọt. Mẹ kêu Xuyến đừng có gấp. Mẹ cần nói chạy đi chơi mà, đừng có gấp. Dụ xíu. Nó ra ngoài xa dữ lắm luôn. Dạ. Đó, mấy bạn trẻ đi ngắm biển nè, cuối tuần nè. Nhìn nó hả, nước cạn mình nhìn từ cái xe, cái chiếc ghe mà mình chạy được, mình vô nhìn vô cái đất liền nè. Xa mù luôn hả. Chỗ này là bãi nghêu. À, người ta nuôi nghêu à. Người ta nuôi. Rồi đó như thiên nhiên. Dạ. Ta chặn tốt rồi kia à. Mẹ nói là nước là lớn là chạy không kịp hả mẹ? Ừ, mình đi bộ là không kịp á. Nó xa lắm. Dạ. Chứ bãi nó xa. Chiếc ghe mình chạy tuốt ở ngoài nhìn vô đất liền nó xa thiệt là xa. Mình ghi là cấm khai thác sò kìa, là chỗ người ta nuôi đó, là không cho khai thác. Ra ngoài ở phía trước có rất là nhiều chỗ người ta dựng liều dựng trại để người ta mở quán á, bán kem giá bình dân á Xuyến. Để vậy Sơn, vậy mẹ đi nay lâu dữ hả Sơn? Năm 73 để nay 50 năm hả? 51 năm dữ hả? Vậy không thay đổi sao được. Đó, khu du lịch phía trước đó. Giờ nước đang lên cao à, chứ thường rút xuống là đây nước lớn nha. Ừ, dạ. Rồi đất. Nè Sơn ở ngoài làm cái bờ kè vậy nè, đẹp nè Sơn. Dạ. Nè bán đông ha. Dạ, có xe hơi dừng nữa nè. Trời ơi. Nay vui nè. Nay nay vui ha. Nó liều chiều kia ra đi, đây ngồi mát đi đâu có đâu. Ta đi ngắm biển nè. Dạ. Tại đây sát biển nè. Dạ. Chỗ này đẹp nhất nên là người ta đó, có cả cái. Trời ơi, vui ha. Mình đi đâu có cái vụ trong đây. Mấy cái kia để bán đồ ăn. À, trong đây có sân khấu luôn nữa nè. Cà phê. Mình đi chưa có vụ này. Ở đây ta có dựng liều, dựng dù nữa nè. Đất rất là rộng. Kem, bán kem, bán nước. Chạy xuống kia. Tấm biển Tân Thành. Rồi mình kiếm được một vị trí đẹp rồi. Bây giờ mình lấy cái đồ xuống lót đi ha. Có cái quán người ta chưa bán nè, mình vô mình chơi. Nếu mà chút mà chủ quán tới thì mình thuê. Đó, vô trong đây nè, che mưa được. Vô trong luôn em. Ừ, vào đây đi. Cho chừng ướt nha. Thôi sao không phụ mẹ xuống đồ nha. Em ăn xuống đi con. Đem xuống ít ít thôi, khi nào mình cần mình đem xuống thêm. Bây giờ lấy cái này xuống trải nè em. Mình trải mình ngồi, em này xuống trước ha. Tấm vách mở được. Vô tình có túp liều lý tưởng luôn cô chú ơi. Cái chỗ này là một cái quán nhỏ lề đường của mấy cô ở đây địa phương nè. Nhưng mà do bữa nay mưa quá rồi không có ai ra bán, không có khách đó. Mình định cắm trại giờ vô đây có sẵn cái lều luôn. Nhưng mà trong đây không có điện, chắc là người ta lấy cái bình ắc quy á.
Sơn Hùng, đi bắt nghêu không Sơn Hùng? Nguyên cái bể biển rất là lớn. À, có một chiếc thuyền nữa, đi không Sơn Hùng? À, để Hoàng Sơn ra quay cho cô chú mình coi nha. À, cô chú coi chỗ này là bể nghêu của người ta nè. Đó, đẹp không? Ở đây mình có cái đường đi xuống đó nè, là một cái bờ kè rất là đẹp. À, ở ngoài kia còn có một chiếc xuồng máy. Cái bãi nghêu rộng lắm. Từ đây nè, mình ra tuốt tuốt ngoài kia kìa, thấy không? Có một cái hàng rào ở ngoài xa xa, có mấy cái nhà chòi á thì giữ nghêu. Mấy chiếc kè ở ngoài kia. À, để mình đi xuống này ha. Bình thường á là nước nó rút á là nó xuống sâu lắm. Đây là bờ kè. À, có mấy bạn đi ra chụp hình nữa kìa. À, sông biển rì rào luôn. Đây là biển Tân Thành. Biển này thì nó có nhiều phù sa nên là nó không có trắng giống như biển Vũng Tàu được ha. À, đẹp chưa? Ở đây làm bờ kè rất là dễ thương ha. Xuồng máy nè. Ở đây người ta có ghi bảng là không thu hoạch nghêu, tại vì nghêu này của bà con mình nuôi á chứ không phải là của thiên nhiên. Đó, nên là mình không có được thu hoạch. Ở những bãi kia là người ta cho du lịch á, mình xuống mình chơi mình bắt nghêu được. À, cô chú thấy biển Tân Thành đẹp không? Ở đây thì mình không có tắm được do nước nó rất là đục. Đó, với ở chỗ này không phải là bãi tắm, mình ở dưới kia ở cái chỗ khu du lịch Tân Thành đó thì mình có một cái bãi công cộng mình có thể tắm được hen. Nhưng mà nước vẫn không có được giống như ở Vũng Tàu. À, nước nó hơi đục do phù sa đó. À, nó nằm gần trong mấy cái cửa sông đổ ra nên nó phù sa nhiều. Ở đây cũng có rất là nhiều xe hơi đi du lịch nè. À, có mấy bạn trẻ đi xe máy xuống đây để chụp hình. Ở đây thì dân đi du lịch chứ không có phải là đường chính ha, đây là đường đê bao. Biển đẹp lắm, không có ai đi ra không biển không? Đi ra không biển đi mẹ ơi. Đi ra đây, lẹ tranh thủ để chút nữa mưa. Bỏ ra đi. Không có mèo đâu mà sợ. Nãy giờ không có thấy con chó con mèo đâu đây. Đi lại kia có lối xuống rồi sao không? Cái gì mẹ? Con nhắn bự này thì nó bự hơn. Nó cũng loại 1, còn đó nó loại đại của nhà. Loại đại hả? Loại đại là nhiêu ký chị? 50.000 một ký. À, cái bự lắm luôn nè, cái này 100.000 ba ký. Dạ. Cái này cũng ngon quá nè. À, nè cái này thì nó bự quá trời luôn. Ở cái này đi. Ừ. Cái này quá ngon nè. Nè lấy 1 ký đi. 2 ký hả? Ừ, đem về cho bà con luôn. Ừ. Mua vài ký đi. 2 ký. Có nhiêu lấy hết? Lấy hết. Giỡn rồi. Nhà có mấy người à? 2 ký nha. Bán 200.000 ba ký nha. Dạ. Cái này đi. Cho cái lời được 1 ký. Chị bự hơn. Dạ, cái này đi ăn cho nó ngon. Lấy này được 3 kg, lấy đó 2 kg à. Mẹ muốn lấy 3 kg. Rồi mẹ lấy nào cũng được. Lấy này đi em. À, tránh đường xích vô cho xe người ta qua lại đi. Chị đẩy cho xe máy xích vô đi. Để chứ xe hơi hay chạy đó. Rồi đẩy xe máy vô nha. Mẹ thích nào cho mẹ lấy cái đó. Sơn Hùng, Sơn Hùng cầm cho ba cái máy Sơn Hùng. Ba đẩy xe xích vô giùm cho con. Rồi ngồi xích vô nha. Rồi cảm ơn Sơn Hùng. Bánh ngon Sơn Hà. Không có xả rác xuống biển nha. Chút xíu nữa đem rác lên xe đặng ba gom xách về nha. Cái này nó tới một ký sáu nè. Rồi lấy cái đó ký tư. Dạ. Thêm vịt ra nữa mới được ký tư á. Chất lượng coi đó. Cái này ít hơn. Mà thấy cái 100.000 ba ký với 50.000 ký giống nhau. Có người có nhà là em không là ở nhà chồng đó hả?
Dạ, rồi em bán xuống vậy chị, em một mẫu rất được. Dạ hả? Dạ, dữ hiên. Đi du lịch không có nghêu mà có nhãn sách về. Biển Tân Thành là phải có nghêu. Tân Thành xong bắt nghêu bên kia nè chị. Dạ. Cái xuống lên đường đó đó. Ê, cái đập Tân Thành của mình hồi xưa năm 1973 nó ở đâu? Đắp cái đập bự gì nè, ngăn nó xong á. Vậy chắc ở đâu xuống dưới. Hồi 1973 chị đi đắp nè. Dạ hả? Dạ đổ cá. Rồi nghe người quen giảm giá. Rồi chị đi lên trên khúc trên để chị hái mẳng cầu ta. Dạ, hồi đó quen trồng mẳng cầu nhiều. Có quen chị ba mèo. Chị ba mèo dễ thương lắm. Hồi đó em ở quầy xứ khác em có lấy chồng về đây thành. À chị ở xa tới. Đi bộ lên cũng mấy cây số à, đi dùng mẳng cầu. Rồi em cảm ơn. Rồi chào chị. Bây giờ chị biết sao mẳng cầu trồng cực có giờ bắt đầu người ta trồng lại là phải bao lại hết. Chứ không thôi là nó bị con ruồi á, nó đục hết rồi. Anh hả? Lấy cái mà anh quấn á. Trời ơi, để bệnh à. Bây giờ đem nhãn vô rồi lấy cái màn ra. Xe. Xe nha, Sơn Hùng. Lạnh rung hả? Chưa tắm biển mà lạnh rồi. Rồi. Chưa tắm biển mà lạnh này, có xe hơi xuống kìa. Rồi, bỏ ra đi rồi lấy cái màn quấn cho nó xuống biển luôn. Rồi, xuống đây, xuống đây. Mà nói đi được không? Coi chừng lăn xuống biển nha. Lăn xuống trèo lên. Lăn xuống biển, để đây, đừng bước đi. Sơn Hà lạnh hả? Mấy bạn. Trời ơi, nội đi giỏi nè. Sơn Hà xuống đây. Nội đi giỏi nè. Ờ, có xe du lịch đi tham quan nữa nè. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Người ta lắp cái cục xi măng lại. Đẹp quá hả mẹ? Đẹp. Quá. Ơi, chúng ta đang ở Vũng Tàu. Ôi, con nó dẫn ra khói luôn. Đúng rồi, trời lạnh nó dẫn ra khói luôn. Ừ. Xiến, nhìn đây thấy Vũng Tàu nè Xiến. Ở Gò Công đó mình nhìn thẳng cái hướng này là Vũng Tàu nè. Nhưng mà do mình đang ở dưới thấp mình không thấy. Ở đó là bên Cần Giờ. Nhìn qua khỏi Cần Giờ nó là Vũng Tàu. À. Ở đây người ta đi Vũng Tàu đi bằng tàu là dạ. Sơn Hà giống Thích Minh Tệ. Thích Minh Tệ. Nước chảy lên luôn hả Sơn Hà? Chụp hình với mẹ kìa. Dạ. Sơn Hùng nước mặn nghe Sơn Hùng. Mẹ chụp hình kìa Sơn Hà quay quá. Cười. Sơn Hùng bây giờ ba lấy cái xuồng đó ba chở con ra biển nghe Sơn Hùng. Chiếc xuồng máy kìa. Con đang ở. Con đang ở đâu? Ăn ở biển. Dạ. Đồng Hòa hả mẹ? Nhìn đâu có được gần biển như vậy. Dạ. Ở đây là đẹp nhất nè, nên là người ta mới mở mấy cái nhà hàng đó mẹ. Ừ, nó sát biển rồi. Đẹp không Sơn Hùng? Dạ, đằng kia nó có mấy cái kiểu mấy cái hàng rào á. À, còn kia là cái ở ngoài chắc ra ngoài. Đang ăn, đang người ta nuôi nghêu á Sơn Hà. Không. Cái ống xi măng á, ống ống cống nè. Ống bê tông. Rồi lại cả nhà chụp chung tắm nha. Tập trung lại đây nha. Mẹ Xiến lại đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thấy ở phía sau là biển nha. Rồi Sơn Hùng lại đây, Sơn Hùng đứng trước ba nè. Con bỏ xe ra đi. Ba chụp hình cho. Ba chụp hình cho con tắm cho đẹp. Rồi chuẩn bị nha. Chụp hình nha. Rồi một. Sơn mà nói xích lại mẹ Xiến nghe, mẹ Xiến xích lên. Rồi. Rồi chụp hình nè, 1 2 3. Anh đang cắm trại vui không Sơn Hùng? Vui không Sơn Hà? Vui. Dạ vui nha. Vui. Ừ. Có không? Mẹ mua cho gì đó? Bánh gạo hả? Bánh gạo sữa cuôn. Bánh gạo sữa cuôn. Chừa tay rồi ăn. Rồi mình mới vừa đi Gò Công mà không ăn nhiêu mà ăn nhãn. À bây giờ mình ăn ốc nha, cho giống người ta nha. Đi ăn hải sản, mời cô chú. Mua bánh mì ăn chả. Mới hái là nó ngon gì đâu á. Cái này em nói má hai làm hả? Má hai làm. Trời ơi má hai cho nữa. Nè. Ăn đi muỗng nè. Ăn mẹ. Con này ăn gì em? Bánh tráng hả? Bánh tráng trộn hả? Đi giống đi tị nạn quá vậy. Rồi mời cô chú ăn ốc. Ờ
Sơ Hà mời ông bà ăn đi. Mời bạn. Bánh gạo với con. Bánh gạo với con. Ai mua vậy? Bà Xíu. Nãy lạnh hả Sơ Hà? Lạnh trùm mền nha. Đó, bà cho cái mền nào trùm vô cái chân đi. Thằng cho nó không lạnh. Mời cô chú anh. Rồi, mời con, cảm ơn Sơ Hùng. Sơ Hà ăn ốc không? Công nhận bữa nay không cho biển này quá đẹp luôn. Mát mẻ tưởng xui, vậy tưởng xui ai giờ quá hên đẹp mát. Nhất luôn. Nhưng mà Hoàng Sơn không bay live cam được, do mình có đăng ký bay ở Tiền Giang nhưng mà mình không có báo trước á, nên mình không dám bay. Và đây là khu biên giới biển, mình phải báo trước mẹ một hai hôm á mẹ. Ừ, mình không có làm ẩu được. Có không Sơn Hà? Cảm ơn mẹ đi. Giờ này nóng dữ lắm. Rác nhớ gom lại nha Sơn Hùng, không dục tùm lum nha Sơn Hùng. Chút xíu mình xách về. Cái bịch nè bỏ vô đây nè. Bỏ rác vô. Bữa nay cô chủ quán nghỉ bán, nhờ vậy mình có cái quán rất là lý tưởng, mưa cũng không sợ nữa. Chứ Hoàng Sơn cũng có sách theo cái liều nè. Ăn bắp không Sơn Hà? Ăn bắp đi con, có hai cho con nói. Mình gần biển mà mình không có thấy biển nè. Mình chạy qua đây mình mới thấy được biển mênh mông. Chỗ mình là cực cửa biển. Bởi vì khi mà bão á, người ta mà nói vô vô Sài Gòn, vô Long An, Tiền Giang là mình sợ nhất, là mình ở ngay chỗ đó. Mà đi Tiền Giang nè. Là ngay chút nữa là Bến Tre nè xíu. Nếu mà có bão là vô ngay luôn. Nó đi dọc theo Long An. Thì đó có bão số 5 á. Người ta thông báo là sẽ vô Long An, Tiền Giang là mình là xanh mặt, tại vì mình sát biển. Gần Vũng Tàu mà. Còn ngó ngồi trên chiếc xuồng mà chạy thùng máy từ đây qua Vũng Tàu luôn hả mẹ? Vậy đó hả? Bỏ theo thùng mì gói. Bánh gạo ngon hả? Không ăn ốc nè. Ăn ốc không? Để cho... Sẽ hạn không? Phải là má hai rảnh chả má hai theo chơi ha. Má hai bận quá. Hôm nay bây ăn đi, đưa ăn đi. Dạ. Hôm nay đã trời mưa hai thằng ngủ luôn. Thì không tại thấy buồn quá hả? Thức dậy thì lo âm sầm, ngủ là buồn hiu. Sơ Hùng, Sơ Hà, lấy nước con. Lên xe lấy, có sách xuống chưa? À. Đó con. Đi cái gì cũng mang theo á nên là cũng khá là đầy đủ ha. Có chả. Có chả nước uống. Chả nó đây không? Sao hàng ăn chả hay ăn xúc xích? Con chả hay ăn xúc xích? Con chả mua bánh mì mà nãy không có. Chả. Ừ. Không đi. Thôi đi. Có thời gian. Ừ. Mẹ có giấy không? Đó, có giấy là giấy khô. Giấy. Dạ mình. Còn đũa không em? Đũa nè. Có muỗng. Muốn ăn đỏ đi. Thôi, ăn đi. Có bịch rác không? Cho con xem bịch rác nè. Bỏ rác vô cho nó gọn. Hồi xưa mẹ đi là ấp biển Thành là đi là nhận lương hả mẹ hay không? Chiếm mấy chị em mà người chia ra. Ví dụ như bữa đó chuyến ghe đó, ví dụ như là đứa chuyến ghe đập từng thành mà là đẩy đá đỏ lên trên cái bờ đê vậy là đứa được 3.500 là đứa là mua được hơn 2 chỉ vàng. Còn chỉ vàng có tốn biết bao nhiêu tiền ngàn rưỡi à. Chỉ vàng có 1.500 ha, mà đi tại tuần lễ mới rồi nữa, đợi đổ lên xa. Còn mà gần thì khoảng chừng 2.000-2.500 thôi. Mà đi đỡ sao mà từng lấy đúng mẹ vì năm thon vì tư do
với vỗ cọn thì tư chừng tất cả là hơn 10 người á, là đi từng đợt chỉ vàng, tại vì cái chiến nó mặn từng lại đúng mới rồi. Dạ. Còn mấy chiến mà hôm đất đá miễn mà quăng xong á là cứ có 2.000 hà. Dạ. Quăng có ngày đêm là xong hà, không để ngày đêm. Dạ. Cứ để bê ghe vậy cái xô mạnh ra đang. Dạ. Thải vô cái miệng cống á. Dạ. Là dân tại đó một tuần hai dĩ vàng, mà hai dĩ vàng là một công đất không ạ? Không à, à đúng rồi. Ừ. Công đất hai dĩ vàng và hai lượng vàng mẫu. Ừ. Nếu vậy là làm kiếm tiền mua đất cũng dễ quá ha. Còn đó khó có chuyện làm. Dạ. Mà như cho phải. Dạ. Chứ nếu mà tính ra một tháng là 4 công. Chừng 3 tháng là được mẫu đất rồi. Nhờ mẹ nhiều lắm. Khi nào mà dân không đủ thì mới nhờ tới dân địa phương hả? Còn nếu mà dân nhà mình không có thì đi rước dân ở Bến Tre, ở Mỹ Tho à. Yeah. Nếu mà như một người làm công mà một tuần được hai chỉ vàng vậy, nếu mà chủ ghe chắc giàu dữ lắm ta. Nãy mẹ xuống chạy xe Sơn Hùng có thấy không? Ngủ. Ngủ hả? Ngủ. Nãy mẹ chạy chở con xuống đây đó. Không hả? Thức mắc công hồi hộp hả? Điểm đi thi. Thấy mẹ thi điểm nhiều quá không hợp lắm hả? Mẹ thi giỏi mà. Mẹ hà nói chưa? Ba, ừ? Con lấy chỉ cần hai cái lạng. Mấy lần trước. Dạ. Một chiều con lắm, chiều con bán hay xì tàn đó, xì tàn. Xì tàn hả? Ừ. Hai cái đạn đó. Hai cái đạn hả? Ừ. Ba muốn xì tàn không? Xì tàn hai cái đạn. Xì tàn là của con. Ừ. Ở chỗ xì tàn kia thôi. Ừ. Xì tàn xuống. Xe bự. Hồi xưa cực khổ quá mà ha. Giờ đường nhựa, mình chạy ra biển đường nhựa quá thì sung sướng. Đường có khó không? Hồi trước á mình không biết. Mình đi dọc từ sát Gò Công mà ngay chỗ mình á, mình chạy dọc dọc đường đất đỏ, dọc theo bờ sông, quá trời cực luôn. Nay mình có đường, rất là nhiều đường nhựa để ra Dầm Láng. Từ quốc lộ 50 ha, rất là nhiều đường. Mình xuống Dầm Láng hay ngã chỗ quán cô tẻ cái mình bọc đi nhìn nè. Dạ. Đường đá đỏ. Đường đó mình đi gọi là đường gì mà cái đường đá đỏ? Nó chỗ Gia Thịnh xuống dưới Dầm Láng. Rồi mình có một đường mình đi băng chợ, rồi nếu mà chạy đây xuống tới Chuyển Tân Thành á, mình cũng có một đường về thị xã Gò Công. À, Gia Thành thành phố rồi, thành phố Gò Công cô chú ha. Thành phố nay mới có mấy tháng à, mình còn chưa quen kêu thị xã. Đây lên thành phố mà. Thôi đi. Có một đường mới làm mấy năm nay là ở ngay chỗ chợ Xã Lấy á, thẳng xuống dưới gần tới Dầm Láng. Ừ. Còn mình đi hồi đó cắm quán cô tẻ á, cứ đi bọc rồi đi. Ừ, hôm nay Hoàng Sơn ở nhà mình vô tình đi chơi được thời gian lý tưởng quá ha. Thời tiết quá đẹp luôn. Ở Long Hồ Tây mà ấp nhì Hồ Lộc Mỹ Điền ở Sông Rẫy. Sông Rẫy ấp Tây phải không? À. Con ai? Con bà con với ai? Đi xuống Cà Mau ở này lâu dữ rồi, hồi năm 78. Giờ bà con với ai đó? Bà con đó là với ông Tư Mỏng. Phúc Bày. Rồi, biết rồi. Ông Sông Rẫy chưa xuống ông Tâm Tế á. Vừa xuống tới cái cầu là... xuống chồng gì Nhữ á. Dạ. Ở sau lưng nhận Tâm Tế chứ gì. Đúng rồi. Mẹ mà nói mẹ rành. Tâm Tế kêu xong có kiếm. Vừa bước vô cái đường vô Sông Rẫy là nhà của ông Ba Vô. Đúng rồi. Là gì của ông Ba Vô? Tư Lợi. Ba Vô Tư Lợi. Ông Ba Vô Út Bày nè, Tư Mỏng nè. Ông Tư Vô, ông Ba Vô rồi bà Tư Lợi là anh em một cha khác mẹ. Biết ai đó hơn? Cháu bà Mười Đậm và ông Ba Vô. Giờ mới giống bà Mười Đậm hơn. Vợ ông Ba Vô. Cũng sân hà hết tạng rồi. Giờ thì là vợ ông Ba Vô hả? Cháu kêu bằng cô. Cháu vợ hả? Cháu vợ. Ông
Vậy hả? Ông Tư Mỏng. Ông Tư Mỏng chồng bà Gạnh đó, chị Lại mình đi từ thiện chị Lại đó. Bà ngoại của em là thứ 8. Ba của ông Tư Mỏng. Trời ơi. Là bà Gạnh vợ hai đất nay về năm nay rồi. Năm nay không có tương lai. Bà Gạnh á, con Lại chết trước bả. Lại con bả bệnh mấy này đi từ thiện nữa này à. Em về rồi. Dạ hả? Rồi có chồng trở về đây. Dạ hả? À lại giờ về Gò Công ở luôn hả vậy? Dạ. Giờ đi Cao Lưới hả? Có hay về bển không? Hả? Có hay về bên xứ mình không? Em với nhỏ em thứ tư rồi đi về bển ngoài. Là con của ai nói thử người lớn cho biết tên. Con ở đó hồi đó là con của bà hay cho à. Biết lưỡng thưởng được không? Mình đúng mình vẫn biết mà lưỡng thưởng là gì mà. Vậy hả? là bà ngoại của em á là bà Tấm Đầm. Ừ. Giờ tới nơi cũng về hết mưa. Ở đây thì có rất là nhiều nhà hàng nhưng mà tại mình không có vô. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video sau nha. Những khách nào. Rồi chào tạm biệt. Nhận ra bán hàng hả? 2.5 chị. Mai sơ ca ở nhà không có đi chơi bán hàng phụ. Chứ không, thưa hả, bye bye ông bà đi. Không đi ông bà con chú. Ê. Thế hả, bye bye ông bà. Đang ngồi ăn à.